Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, sự tham gia của cả hệ thống chính trị để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là xây dựng nhà ở, góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của toàn xã hội đối với các đối tượng yếu thế, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Đồng thời thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Sau nhiều năm tách hộ, sống trong căn nhà tạm bợ, tháng 7 năm 2024, vợ chồng anh Atri đã có căn nhà riêng nhờ số tiền 40 triệu đồng do Quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắc Hà hỗ trợ, cộng thêm 40 triệu đồng vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở từ Ngân hàng Chính sách Xã hội theo Nghị định số 28 của Chính phủ. Gia đình tôi cũng rất là khó khăn, thật là không có cái gì trong ngoài hai vợ chồng đi làm nương làm rẫy gì đó, cũng có một ít thôi mà chưa có nhà ở như này. Rất là cảm ơn bên nhà nước đã hỗ trợ cho hai gia đình em được có căn nhà ở mới, em rất là cảm ơn. Xác định nhiệm vụ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn, nhất là các đối tượng chính sách, là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Thời gian qua, huyện Đắc Hà tập trung các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở, đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng, đặc biệt là xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo thuộc các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, lồng ghép các nguồn vốn, hướng dẫn người dân tự đối ứng xây dựng nhà ở cùng với nguồn hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo các cấp. Trong nhiệm kỳ 2019-2024 thì đã xây dựng được trên 180 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền là trên 5 tỷ đồng. Nhất là trong năm 2024 thì thực hiện cái nghị quyết của Trung ương tập trung xóa nhà tạm và nhà ở dột nát cho tất cả các cái đối tượng. Thì cho đến hiện tại thì trên địa bàn huyện Đắc Hà thì đã cơ bản là hầu hết là xóa được cái nhà tạm cho hộ nghèo và đấy là các cái hộ là cái khó khăn. Đặc biệt thì những hộ gia đình chính sách, hộ người có công thì cũng không còn cái tình trạng là ở nhà tạm bợ dột nát. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, đặc biệt là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, sát với nhu cầu thực tế của các hộ nghèo, cận nghèo đang khó khăn về nhà ở và mang tính chất toàn diện. Bên cạnh việc huy động, tập trung đa dạng các nguồn lực từ trung ương đến địa phương, trong và ngoài tỉnh, quan trọng nhất vẫn là sự chủ động vươn lên của chính các hộ nghèo và cận nghèo để cải thiện cuộc sống. Đơn cử như gia đình anh A Nghìn, ngoài số tiền 50 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của huyện ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Gia đình góp thêm tiền và ngày công để xây dựng căn nhà cấp 4, kiên cố, tạo động lực để hai vợ chồng phấn đấu lao động sản xuất và từng bước thoát nghèo bền vững. Lúc trước nhà tôi cũng khó khăn, nhờ xã làm nhà mới có nhà ở để con đi làm thuê, làm đời con để có công việc định để cho các con đi học. Gia đình tôi có 26 mía để phấn đấu, để vun định, để sản xuất mía, để vun định để thoát nghèo. Nhiệm kỳ 2019-2024, từ nguồn quỹ vì người nghèo các cấp và các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, huyện Đắc Tô xóa 110 căn nhà tạm cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội đối với nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gắn với thực hiện nghị quyết số 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội,
đáp ứng yêu cầu sự nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Căn cứ vào tình hình cụ thể trên địa bàn huyện, thì huyện ủy, ban thường vụ thường trực huyện ủy, là chính quyền huyện, mặt trận và các đoàn tổ chức đoàn thể cũng đã có những cái giải pháp cụ thể để thực hiện nội dung này. Những cái chỉ đạo quyết liệt, chỉ đạo các cái tổ chức trong hệ thống chính trị, các cấp các ngành, từ huyện đến xã, huy động sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân địa bàn để thực hiện cái việc xóa nhà ở còn tạm bợ trên địa bàn huyện. Thì mục tiêu là phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn huyện Đắc Tô thì không còn hộ gia đình nhà ở còn tạm bợ. Thì đến thời điểm hiện nay trên địa bàn huyện còn 116 hộ gia đình nhà ở còn tạm bợ. Bên cạnh nguồn lực của nhà nước, các địa phương huy động sự chung tay của các lực lượng, các đơn vị và người dân bằng ngày công giúp hộ nghèo cận nghèo giảm bớt gánh nặng trong quá trình xây dựng nhà ở, an cư lạc nghiệp. Qua đó không chỉ góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân, mà còn phát huy truyền thống tương thân tương ái, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Gia đình tôi khó khăn về nhà ở, được đoàn viên thanh niên, bà con và các đoàn hỗ trợ để xây dựng nhà ở, được hỗ trợ 60 triệu, gia đình tiết kiệm đóng góp thêm 30 triệu đồng để làm nhà. Đảng, nhà nước hỗ trợ thế này, gia đình rất cảm ơn, nếu không thì không thể làm được nhà. Mặt trận chúng tôi, từ huyện đến xã, phối hợp với chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, trong đó là vận động hội viên, đoàn viên, toàn thể tầng lớp nhân dân sẽ giúp đỡ ngày công cho các đối tượng được hưởng xây dựng nhà ăn, cho nên là làm mặt bằng để tạo thành một cái nền nhà. Thứ hai, giúp đỡ vận chuyển vật liệu để xây cái nhà trong thời gian qua. Hôm nay là chúng tôi tỷ lệ hộ nghèo rất là nhiều, hộ nghèo ở nhà tạm còn nhiều, nên những hộ đã được hỗ trợ, bà con chúng rất là phấn khởi vì người ta chưa có điều kiện để làm cái nhà. Người ta rất là cần sự cùng chung của cả xã hội giúp đỡ để người ta có một cái nhà sinh hoạt và hạnh phúc trong gia đình của họ. Để tạo động lực mạnh mẽ trong thực hiện phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau trên địa bàn tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành chương trình số 81 về thực hiện nghị quyết số 42 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trong đó có nội dung xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết, các chủ trương của Đảng vào tình hình thực tế của tỉnh về nâng cao chất lượng chính sách xã hội, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan đơn vị. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2019-2024, Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động được gần 60 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa hơn 1.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo và người dân gặp khó khăn về nhà ở. Song song với công tác tuyên truyền thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã xây dựng cái kế hoạch triển khai lồng ghép trong các cái phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc triển khai, với cái quan điểm là đồng hành giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao được cái nhận thức và hành động thoát nghèo và hỗ trợ cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Việc triển khai phong trào đã thu hút sự tham gia tích cực của các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như là các cái doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các cái nội dung hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát để không chỉ là nhân lên cái giá trị truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc mà còn là tạo động lực giúp cho hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện cùng với các cái địa phương thực hiện hiện thực hóa cái mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nghị quyết số 42 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Trong đó,
tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cùng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các ngành các cấp về nâng cao chất lượng chính sách xã hội, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả, chính sách xã hội và phúc lợi xã hội cho nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.